Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mình nhất trong suốt thời gian qua. Vâng, không mất gì mà lại được gì thì ai ai cũng muốn, đúng không ạ? Có một điều rất đơn giản mà chắc chắn rằng rất nhiều người chưa biết. Đó là sau khi bạn thỏa sức xem video của mình nhất mà không phải mất bất cứ một thứ gì, đúng không ạ? Vậy thì xin bạn hãy tiếp tục ấn đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ video thử xem bạn sẽ nhận được gì tiếp theo. Để cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, Mạnh Nhất sẽ tiếp tục ra nhiều video hữu ích hơn và đặc biệt không có sự trùng lặp.